Vận động viên này đang phá kỷ lục thế giới về lặn sâu. Tại biển Long Island, Bahamas, anh Arnold Gerard, 26 tuổi, người Pháp, đã lặn xuống độ sâu 120 mét hết 3 phút 34 giây. Đây là lần thứ 7 vận động viên này phá kỷ lục thế giới và là kỷ lục thế giới thứ 2 mà anh vừa lập trong tuần qua. Cuộc thi năm nay có 41 vận động viên tham dự kéo dài từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 8. Các vận động viên có 6 lần lặn và có thể lặn ở bất kỳ môn lặn nào. Anh Gerard chọn lặn bằng chân vịt. Ngày đầu tiên, anh lặn xuống sâu 117 mét. Vào ngày lặn thứ 4, anh phá kỷ lục thế giới với 119 mét. Và tới ngày thứ 6, anh một lần nữa phá kỷ lục do chính mình vừa lập nên khi xuống sâu thêm được 1 mét. Đó là một cuộc lặn tuyệt vời, tôi không tin là tôi đã làm được. Tôi đã cố gắng tập luyện hết mình để đạt được mục tiêu, nhưng chắc chắn khi đạt được rồi thì niềm vui còn lớn hơn sức tưởng tượng rất nhiều. Đây là kỷ lục thế giới thứ 7 của tôi.